Từ 20 ngày tới 50 ngày là ba cử sẽ được thăng rồi đó. Ừ. Nói nên việc thăm động thường xuyên để mà phát hiện kịp thời nha mọi người. Đây cũng bị nè mọi người, thấy ghê chưa nè, nguyên khu vực này nè. Mình đi khoảng chừng 2 mét là có một chòm, 2 mét là có một chòm đó, trong đó chòm nghiêng chỗ đó cũng bị nữa đó. Thì cái vụ hè thu này á, cái mưa gió thất thường, hôm nay rất là nắng nha mọi người. Bởi vậy mình kèm cái hoạt chất resinolite để cho cái cây lúa của mình nó cân bằng lại, để cái việc trao đổi chất, cái việc quang hợp diễn ra tốt hơn nha mọi người. Cái hoạt chất resinolite thì hiện tại ở trên thị trường á, cũng rất là nhiều nha mọi người. Bà con nông dân mình hiện tại thì cũng sử dụng nhiều để giúp cái cây trồng của mình đối với những cây trồng khác như vậy nè, để giúp cho cây lúa của mình giảm chết. Thì đối với cái miếng ruộng kế bên đó anh Tí mọi người, sao được thân rất là nhiều nha mọi người. Ở cái giai đoạn mà lúa lớn giống như hiện tại nè, bà con mình nên cẩn thận nha. 54 OE 5451 nha mọi người. Mọi người xem nè, tim đọt hết trơn luôn nè, nè thấy chưa, cái này bị nè, cái bụi này bị rất là nhiều nha mọi người nè. Đó. Tìm đọt là nhìn vô là rất là nhiều luôn. Nguyên cái bụi lúa này bị hết ba cây rồi, mọi người thấy chưa. Thì đối với lúa cấy mọi người, cái bộ rễ nó rất là mạnh. Mình đi ở nhiều chỗ á, nhiều người á chọc mình á là thử mình xuống mình nhổ bụi lúa cấy thôi, không bao giờ nhổ nổi. Mà thật sự như vậy nha mọi người, nên là cái hiện tượng đổ ngã sẽ không xảy ra, hoặc là chỉ liêu xiêu thôi. Cái dàn lúa cấy của anh hiện tại là của anh Tí là 50 ngày nha mọi người. Thì lúc trước ảnh nói là hiện tại bây giờ cái tình hình mà sâu đục thân á, là từ lúc mà 20 ngày cho tới hiện tại 50 ngày là anh xịt mấy cử anh Tí? Từ 20 ngày tới 50 ngày là ba cử sâu đục thân rồi đó. Thì anh Tí nói bữa cái giai đoạn lúa 20 ngày mọi người, sâu đục thân rất là nhiều nha mọi người. Ồ, cái dàn lúa trúng ghê không? Mọi người xem nè. Lúc 20 hai mấy ngày là anh nói có sâu đục thân nhiều. Đó. Đây, sản phẩm chỉ sâu đục thân nha mọi người. Bữa là anh xịt nhiêu xe? Bình 35 xe. Vậy hả? 35 xe. Ừ. Là đạt xịt mấy cử, hai cử một cái giai đoạn lúa 20 hai mấy ngày thôi. Bị á? Bữa không bị, giá là lúc 20 hai mấy ngày, rồi lúc mình xịt là qua 30 ngày rồi, tại vì mấy bữa sau mình bơm nước mới xịt được. Ừ. Là xịt này là đúng là ba mấy ngày đó anh cử đó. Dạ. Rồi quay lại bốn mấy ngày dập nó thêm cử nữa. Ừ. Nó mới phục hồi nổi chứ. Dạ. Bữa hổm là lúa nhìn vô là lỗ y gan chuột cắn. Dạ. Hơn bên đó nữa. Thì cái tình trạng sao đục thân cái vụ hè thu này đối với nó như dịch luôn rồi. Đối với cái đó anh Tí nếu mà anh đánh giá là rất là nhiều nha mọi người. Nên là bà con nào mà canh tác hiện tại thì cần nên chú ý nha mọi người, để mà xịt phòng. Bởi vì khi mà cái sao đục thân nó gây hại á là giảm năng suất rất là nhiều nha mọi người. Thì theo anh đánh giá nếu mà chai thuốc này xài hồi đợt anh xài là 35. Thì khuyến cáo với mọi người là 35 đến 40 c. Đúng rồi. Đúng không? 35 đến 40 c. Dạ. Tùy theo sâu nhiều hay sâu ít. Dạ. Là anh xài đợt anh có cộng gì thêm không? Nếu mà sâu đục thân á, có cộng nước đục thân là chỉ cần này thôi, còn với cộng thêm sâu lá của Ifarm luôn là thằng Mantis. Mantis. Dạ. Là Mantis là xịt lần bình 20 c. Dạ. Chai 6 bình. Dạ. Mà anh thấy cái hiệu quả làm sao khi sử dụng á? Hiệu quả thì nó đứng lại đó. Là dạ. Nó hết sâu giảm rất nhiều đó. Dạ. Quản lý được cái đối tượng sâu đục thân phải không? Thì cộng hai đó lại là sâu đục thân với sâu cuốn lá, sâu cuốn là lá. Quản rất hay luôn. Ừ. Cái giai đoạn mà sâu cuốn lá là anh cộng mấy đợt? Sâu cuốn lá là cộng anh tiết là mới có đợt rồi là bốn mấy ngày đó. À. Là chỉ có một đợt bốn mấy ngày. Đúng rồi. Ừ. Thì hiện tại mình đi mình thấy mọi người, cái chỉ còn bướm sâu đục thân nha mọi người. Sâu cuốn lá thì mình không thấy xuất hiện trên cuộn. Tại vì xịt hai cử phô ra thông rồi, bây giờ mình đổ lại thằng gốc khác. À. Rồi cử tới cho chừng nào mà gần chỗ mới quay lại phô ra thông nữa. À.
cho nó quảng tới chỗ điều. Dạ, tới chỗ điều. Tới cứu bông. Ừ. Đó nên là mọi người cần cẩn thận nha, đối với đối tượng sâu đục thân nha mọi người. Đây, hồi bữa có anh nào mà hỏi sâu đục thân nha, thì hôm nay mình giới thiệu đến mọi người. Thì cái này là cái chia sẻ thật của anh Tý nha mọi người. Thì đối với diện tích đất 15 công của anh là lúa cấy. Lời mình xịt đạo ôm với đốm vàng với mình cộng vô di phẩn. À. Rồi vẫn sâu đục thân nữa. Ừ. Tại vì bớm vẫn còn mình xịt không cho nó bộc phát lên á. À. Nên là anh kèm thêm một cử sâu đục thân nha mọi người. Với cộng kẽm vô cho nó lá đài cho nó xanh. Yeah. Vì nó cứng nó cũng đỡ bệnh này nọ. Cái vụ rồi là ở đây cũng OM luôn hay gì? Anh xạ giống gì? Vụ trước đồng xuân này. Cũng OM luôn. Dạ. Yeah. Có trái lá hay là có cái gì không? Vụ rồi trúng không? Vụ rồi thì tại vì cái thời tiết nó không có trúng. Ai cũng như nhà như ai hết trơn á. Cũng có 900 mà. Vụ rồi được 900. Dạ. Là điều đồng hết rồi. Dạ. Nói đến việc thăm đồng thường xuyên để mà phát hiện kịp thời nha mọi người. Hư chợ này thì còn chợ khác để mà mình phun xịt để mà phòng, để mà giữ những cái chợ khác. Mục đích là giữ được cái số lượng bông trên một cái diện tích nha mọi người. Nếu mà đối với cái dàn lúa của em 18 mọi người, là cái chiều cao trung bình nha mọi người, là ở mức là 1m, tức là khoảng 100cm tới 110cm mọi người. Thì hiện tại cái dàn lúa này cũng khá là cao nha mọi người. Mình đi nhiều chỗ mình khuyến cáo là đối với cái giai đoạn mà lúa ôm bắp hoặc là trước chỗ sau chỗ mọi người, thì bà con mình một số nơi là có sử dụng cái kẽm 700 nha mọi người. Thì đối với kẽm 700 á, nếu mà bà con nào mà xài gòi là biết liền, cầm lên cái chai là rất là nặng nha mọi người. Cầm cái chai lên rất là nặng. Và cái hàm lượng kẽm 700g trên 1 lít đó mọi người rất là cao nha. Vừa để cái cây lúa của mình á cung cấp kẽm cho cây lúa để mà xanh lá, cứng lá, dày lá. Thì nhắc tới kẽm, nếu mà bà con nào mà để ý cái hàm lượng á, sẽ nghĩ ngay trong đầu là khi mà xài kẽm sẽ xanh lá, cứng lá. Thì cái mục đích mà xài kẽm ở cái giai đoạn lúa ôm bắp với trước và sau chỗ mọi người, để cho cái lá đồng của mình nó cứng cáp hơn nha mọi người, để giúp cái lá đồng của mình nó áo một cái lớp kẽm ở bên ngoài, để mà bảo vệ cây lúa của mình khỏi các cái áp lực sâu bệnh, giúp cho cái lá lúa dày cứng hơn. Thì khi mà cái lá của mình nó dày cứng mà đứng sững vậy nè, như mọi người xem nè, đứng sững vậy nè, thì cái áp lực sâu bệnh cũng rất là hạn chế nha mọi người. Và khi đó cái cây lúa của mình nó quang hợp tốt hơn, để mà cái việc hình thành đồng, để mà cái việc chỗ đồng lọt, chỗ thoát, giúp cho cây lúa của mình quang hợp tốt hơn nha mọi người. Thì hiện tại cũng cảnh báo với bà con nông dân á, đối với cái hè thu này thì cái hiện tượng sâu đục thân khá là nhiều nha mọi người. Sâu đục thân. Còn bà con nào mà đang canh tác á, mà cái giai đoạn lúa 50 ngày, 60 ngày thì cũng có thể là bình luận dưới video nha, để cho mọi người cảnh giác hơn, đề phòng nha mọi người. Mọi người thấy không, anh pha thuốc rất là kỹ nha mọi người. Tí nói mọi người, cái vụ này đối với ảnh đó, cái sâu lá ảnh xịt phòng có một cử thôi. Thì nhiều bà con khác ở những cái vùng khác cũng vậy nữa, sâu cuốn lá rất là ít nha mọi người. Còn sâu đục thân thì mình đi một số chỗ hiện tại rất là nhiều, nữa là bà con cần phải lưu tâm nha. Nè, đối với những cái khu vực này là bị hết luôn nè mọi người, tìm đọt hết luôn á. Nè, đây cũng bị nè mọi người, thấy ghê chưa. Nè, nguyên khu vực này nè, mình đi khoảng chừng 2 mét là có một chòm, 2 mét là có một chòm. Đó, trong đó chòm nghiêng chỗ đó cũng bị nữa đó. Nè, ghê chưa, tìm đọt trắng hết trơn nè.